Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Sau đây mình sẽ hướng dẫn làm logo video nhạc led xoay quanh. Mọi người thích yêu thích sống sống nhạc Avi Avi Play thì vô chức vô kênh của mình xem nhé. Sau đây bắt đầu làm logo. Sau đó các bạn vô Bitlab. Link link tải app này mình có để trong dưới phần mô tả. Ai cần gì có thể tải về làm nhưng bắt đầu làm nhé. Mày dùng dùng tên logo gần đó. Rồi bằng chữ phần A này. Cái phần kích thước. Nhưng mình cỡ chắc cỡ 350. Nên to cho đủ nhìn. Kéo nó vừa. Xong đó tìm tới đến phần phông chữ. Phông chữ này mình có để dưới phần mô tả nhé. Bạn nào chưa có thì tải về nhé. Đây đây bị mất một phần đấy các bạn nhận đây. Thêm chỗ cắt cho mình. Cắt. Đây, đủ chữ đây. Xong các bạn đến phần tiếp theo. Phần đánh dấu này. Của đánh dấu đây. Đấy vào. Bật. Cho màu đen. Bằng tô tới 40 cho mình. 40. Ok. Đấy. Sau các bạn thêm trừ phần giữa trừ nữa. Đây. Phần bảng. Bằng thêm trừ trừ gì cũng được ạ. Cho nó vàng vô chọn phân cho phòng phong trừ. Cái này thì phong trừ nào cũng được ạ. Mình chọn lại phong trừ này. Này. Các bạn làm như phần tương tự như logo thứ nhất của phần đánh dấu. Bật. Bằng phần này chắc các bạn thì để cho đi 15 để 15 cho mình. Sẽ bằng chuyển sẽ vừa luôn đây. Dí vào cho. Này là xong. Các bạn vẫn có trừ phần thứ tư đây. Đây. Trong suốt này. Rồi lưu về. Lưu vào sưu tập. Xong bước bước tiếp theo là bạn đánh dấu làm logo này viên viên trắng xung quanh bạn mới đi cái này. Ok, tắt chuyện này đi, xóa chuyện này đi. Xong bạn vô thêm cái logo bạn vừa làm đây, logo mới làm đây, tức nhập công ở đây bạn phân phân thứ tư này, phân này phân thứ ba chứ là kích thước tương đối. Nhưng bằng phân giữa chiều cao thì bằng kéo cho 100% vào. Rồi, dột. Rồi, ok. Rồi, xong bằng vô phân cổ đánh này, thêm viền vào đây. Nhận ngay. Bật. Rồi, viền trắng đây. Mà chọn màu trắng. Cộng vào. Bốn năm này cũng được tùy theo các bạn. Đây mình năm cho đẹp. Ok, xong bạn phân thứ tư đây, hai này đây. Đây trong suốt rồi lưu lên tiếp theo lưu là vậy là mình đã xong hai cái logo để của cái sóng nhạc này. Là vậy này. Xong thứ bảng để vô phần về player lên app này mình cũng để giữa phần mô tả bằng nào mà cần thì bạn có thể tải về.
sóc nhạc ra đây, cái bút này. Những phần ảnh viên đen mới có chú thích chứ, ảnh viên đen. Ảnh viên đen là ảnh đầu tiên mình làm á. Ảnh xong bitlat ảnh vừa làm đây. Đây, ảnh viên đen ảnh mới mình bắt đầu làm đầu tiên á. Đây, nhấn vào. Rồi, xong. Xong nhỏ chữ bút thoát ra. Những cái phần ảnh viên trắng, là ảnh viên trắng là ảnh mình làm lần thứ hai á, hồi thứ hai á. Rồi, nhấn vào. Đây, ảnh trắng, viên trắng này mình vừa làm thứ hai, xong đây. Xong, kéo xuống xuống nữa. Hình xoay màu. Hình xoay màu mình có để dưới phần mô tả của video ấy. Mọi người phải tải về về bấm mới bỏ vào được nhé. Đây. Nó vậy là nó xoay rồi. Vậy là xong, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn của mình. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và một cái đăng ký. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình. Chào tạm biệt các bạn.